Có thể thấy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như là quá trình phát triển của doanh nghiệp, trong đó có thể sẽ phá vỡ thị trường lao động. Khi tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế lao động con người. Do vậy, nguồn nhân lực là những yếu tố tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế số trong xu thế hiện nay. Ngày hội hướng nghiệp như thế này đã thu hút hàng trăm bạn trẻ đến dự. Các em được tư vấn định hướng nghề nghiệp để bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê. Trong đó, những xu hướng công nghệ số đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của lứa học sinh cuối cấp phổ thông. Kỹ năng liên quan đến ngành nghề để mình đáp ứng cho những công việc sau này mà em chuẩn bị làm. Thì em cảm thấy nhà trường đang đáp ứng rất là tốt. Từ những cái đi từ dễ đến khó phù hợp với việc học viên cho chúng em và ưu tiên cái việc thực hành nhiều hơn là cái lý thuyết, và cái điều này sẽ giúp cho tụi em là nâng cao cái khả năng nghề nghiệp của em rất là nhiều ạ. Nhận thấy là sinh viên ở đây là có năng lực rất là tốt. Tôi nghĩ rằng mà đào tạo theo xu hướng của xã hội đang cần thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm. Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Chính nhờ sự thuận lợi có nguồn nhân lực từ các trường đại học, cao đẳng đứng chân trên địa bàn, hàng năm đã đào tạo ra trường hàng nghìn sinh viên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Do vậy, việc đào tạo cần phải đi đúng hướng, tránh tràn lan. FPT Arena luôn định hướng phát triển nguồn nhân lực số cho thị trường thiết kế tại Việt Nam theo cả chiều rộng và chiều sâu. Điều này sẽ giúp cho học viên luôn đáp ứng được cái nhu cầu của ngành công nghiệp nội dung số đang ngày một phát triển nhanh chóng hiện nay tại Việt Nam, nhằm đáp ứng cho nguồn nhân lực chất lượng cao của cái thị trường đang rất khát nguồn nhân lực này. Đối với cái nguồn nhân lực đào tạo ở các cái trường đại cao đẳng đại học, và nó giúp rằng là việc đưa các cái công nghệ số này vào trong cái ứng dụng thực tiễn, giúp rằng là cho rằng là cái công nghệ số nó mang lại các cái hữu ích cho người dân cũng giống như rằng là các cái doanh nghiệp. Đà Nẵng với mục tiêu chuyển đổi số trên 3 trụ cột là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Kỳ vọng đến năm 2025, kinh tế số chiếm hơn 20% GRDP. Song song với chuyển đổi số, thành phố này còn quyết tâm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hòa nhập vào mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, đang ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 hướng đến phát triển xanh bền vững. Do vậy, nguồn nhân lực cho nền kinh tế số là then chốt, cần phải đào tạo đúng hướng trong thời đại công nghệ số hiện nay.